Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân có câu: người nghèo nơi thành thị không ai hỏi, người giàu nơi thâm sơn ai cũng biết đến. Người có tiền đi đâu cũng sẽ nhận được sự xem trọng của người khác, lời nói của họ bỗng có trọng lượng hơn. Nói đi nói lại thì cũng chỉ một câu: đời người vì thành tựu của bản thân đạt được bao nhiêu mà sẽ được xem trọng hay bị coi thường. Thành tựu không cao, bạn bị người khác coi thường. Đạo đức không cao, bạn mới bị bắt nạt. Tình cảm không thành thật, bạn mới bị chê cười. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài chia sẻ Nghèo thì khinh, giàu thì nịnh, đọc mà thấm thía cho cái tỉnh đời ngay sau đây để cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Nghèo thì khinh, giàu thì nịnh, đọc mà thấm thía cho cái tỉnh đời. Vợ chồng Bang Huy thuộc hạng rất mùng tơi. Thông thường hễ kẻ bần hàn thì thường khép nép, đi đứng rụt rè. Trong bàn tiệc thì ăn chẳng dám gắp miếng ngon, uống chỉ từng hớp nhỏ. Bang Huy cũng không ngoại lệ. Tết đến, anh bàn với vợ: dù ăn mắm, ăn muối gì cũng phải ráng mua cho được con gà để Tết, chứ đã bao nhiêu năm mình làm thênh hoài coi sao được. Thế là sáng mồng một, anh tranh thủ đến sớm. Dù có con gà tiếp sức, nhưng cái nghèo nặng nề quá, nên dũng khí xem ra cũng không tăng được bao nhiêu. Nhạc thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu với thằng rể bất tài này. Sựng dựng một lát, không thấy ai hỏi han, không ai để ý đến sự hiện diện của mình. Anh thấy tay chân thừa thãi quá. Gỗ ván gõ bóng lộn và cái nền gạch mát lạnh như cũng chẳng muốn tiếp anh. Mặt anh nặng xuống, ở thì nhục mà về thì cũng ngại. May sao hai phú chồng chị hai bạn cọc chào với anh đến giọng giang giả: ủa, dượng ba chúc Tết ba sớm dữ ha. Với giọng điệu khá mỉa mai, nhưng cũng hơn vì còn có người biết rằng mình là người chứ không phải khúc gỗ khúc cây. Người giàu có khác, ăn to nói lớn, và tự nhiên đến nỗi mang cả giày vào nhà. Ông Nhạc thờ ơ, hứ một tiếng trả lời cho thằng rể quý: mới tảng sáng mà nó đã vác mặt tới rồi. Về nhà, Bang Huy khóc với vợ. Vợ anh cũng khóc. Anh tức tủi: phải chi, tôi để lại con gà cho các con ăn, còn hơn khỏi mang nhục. Vợ anh lấy tay áo quẹt nước mắt: má đâu, má thương anh lắm mà. Biết đâu không thấy, mà cũng không dám hỏi. Thật tội cho cái lỗ miệng của kẻ bần cùng. Dường như trời sinh ra có cốt để lùa cơm ực nước. Anh thề anh không đến nhà ông Nhạc nữa, trừ khi ông chết. Nhưng ông lại không chết, mà đàn bò của ông lại bị lở mồm long móng và lần lượt bị làng xã đem chôn. Và anh cũng phải bị mất lời thề. Anh không muốn đến, nhưng ông Nhạc buộc phải đến để nghe chửi: mày là Nguy, mồng một Tết mày xông đất nhà tao, mày thấy tai hại chưa? Anh ba đứng như cây khô để nhận mọi báo táp từ cái tên Nguy cúng cơm của mình. Mặt nặng buồn, nhưng lòng lại thấy dễ chịu, vì nay ông Nhạc còn biết đến anh là người, nên dùng tiếng người để nói với anh. Dù những lời đó không êm ái gì, vẫn còn hơn đầu năm ông xem anh là cái bàn, cái ghế không hơn. Bà Nhạc thì: tội nghiệp con nó mà ông. Vậy chứ nó đâu có lại nhà mấy chú bò khác, mà bò của họ cũng chết hết vậy. Cái này là dịch, chứ nào phải xông đất xông điếc gì. Năm sau hai phú, ông rể quý là người đến nhà ông Nhạc đầu tiên vào ngày mùng một. Người giàu lại mang tên phú mà xông đất thì hết chỗ chê. Nhưng kỳ cục thật, năm đó lại đến phiên trại heo của ông Nhạc bị lở mồm long móng. Vườn tiêu vườn điều của ông cũng tiêu điều vì nạn bọ xít bọ gậy. Ông lại bị bệnh liên miên, có khi thở chẳng ra hơi,
nhưng vẫn còn đủ sức chửi gằn từng tiếng. Mày chứ nó hại tôi. Mùng một mà nó vác cái mặt đến thì làm sao làm ăn nên thân nên hình gì. Cái thằng Huy này, nó muốn cho tôi tàn mặt như nó chắc. Bà Nhạc, ủa năm nay thằng Huy nó đâu có tới. Thằng Phú mà. Ông quên rồi sao? Ông Nhạc nạt, bà biết cái gì. Nó là ba Huy thì ba năm mới hết Huy. Bà Nhạc cười méo, biết ông chồng lúc nào cũng bênh vực thằng rể giàu sang, không biết nói để chọc chồng chơi, hay là bà muốn nói sự thật hiển nhiên. Thứ ba là con ba nhà mình, nó thứ 10 đó ông ơi. Dù cơn hen suyễn làm mệt, nhưng ông cũng đủ sức trừng mắt, đập mạnh cái tay xuống giường. Bà còn chú ẻo nữa, 3 năm là cũng đủ chết rồi. Người ta bảo, sông có khúc, người có lúc không sai. Vợ chồng ba Huy làm ăn ngày càng khấm khá, như dòng sông đã mệt mỏi, qua hết khúc thác gành. Giờ thảnh thơi đến miệng đồng bằng thanh thang êm ả. Đến năm thứ 4, từ khi ông Nhạc mời qua để chửi về việc đàn bò của ông chết, thì anh đã dạo bút chỉ. Lại có câu lên voi xuống chó cũng đúng. Hai phú cột chèo của anh bị xuống dốc như xe đổ đèo. Ba Huy tuy giữ lời thề mà vẫn tròn hiếu đạo. Mỗi tháng anh bảo sắp nhỏ về biếu ông bà ngoại đúng 10 triệu để ăn chầu hút thuốc. Chầu này chắc của cô Tấm Têm, nhưng thuốc điếu chứ nào phải thuốc viện đâu mà xem quá đắt. Chị ba thường khuyên chồng nên bỏ qua chuyện cũ, về sắp xếp để thăm cha mẹ vợ. Tụi nhỏ nó nói, ông bà ngoại nhắc anh hoài hà. Anh ậm ừ cho qua. Nhưng rồi một ngày cuối năm, anh quyết định về nhà ông Nhạc sông đất. Bữa tiệc đầu năm thật vui. Vợ con anh, nhất là anh, được xem như là thượng khách. Vợ chồng hai phú cũng có mặt, nhưng xem chừng năm nay anh ít nói hơn, ăn nói dè dặt hơn, không bàn chuyện làm ăn với ông già, không rô rô sum tụ như 4 năm trước. Rượu cạn ly không dám rót, chờ tới tua mới uống. Những hiện tượng thay đổi khá đột ngột này làm anh ngại ngại suy ngẫm. Tiền bạc và cái vỏ giàu sang của anh đã khai tử hay ít ra, không còn ai muốn nhớ đến cái tên Huy của thằng Huy mạt dệt năm nào. Anh lặng lẽ hớp một miếng rượu, gắp một miếng thịt đưa cay. Khổ nỗi, mấy bà sắp thịt làm sao mà nó kéo cả dây không chịu lìa ra. Hai phú có dịp giúp thằng em cọc chèo, đưa đũa phụ dứt mà cũng không được. Ba Huy dậy luôn vào chén, chặt lưỡi. Không biết hồi trước tôi gắp miếng thịt sao nó cứ rớt lên rớt xuống, còn bây giờ chỉ gắp một cái mà nó lại dính cả chùm. Quý vị thân mến, đọc mà thấm thía cho cái tình đời. Đúng là nghèo thì khinh, giàu thì nịnh. Khi nghèo gắp thịt rớt hoài, khi giàu đụng đũa nó nhai cả chùm. Lòng điên nhớ lúc khốn cùng, dậy luôn cái chén ăn cho biết đời. Cổ nhân có câu, ngựa yếu đừng vào binh trại, người nghèo đừng tìm người thân. Quả đúng như vậy. Tình thân rất có ý nghĩa, thế nhưng chỉ khi nghèo mới hiểu được lòng người. Người nghèo thì ngay cả ba mẹ, anh chị em cũng coi thường. Mỗi người đều có tình thân của riêng mình, ai cũng đều coi trọng thứ tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng đó. Nhưng có một điều bạn nhất định phải hiểu, khi bạn nghèo khó thì sẽ chẳng có mấy người tôn trọng bạn. Thậm chí, họ còn lợi dụng điều đó để bắt nạt bạn. Khi bạn giàu có, thì họ đố kỵ với bạn. Họ nịnh bợ, khách sáo với bạn. Và từ đầu cho đến cuối, hóa ra chẳng thể bằng bạn bè. Cổ nhân dạy rằng, biết được ai là hoa trên lụa, ai là tan trong tuyết. Bởi thế, chỉ khi nghèo khó, bạn mới hiểu được lòng người. Tất nhiên, không phải lúc nào nghèo khó cũng không nhận được sự giúp đỡ từ người thân. Thế nhưng, không ít người viện vào cái việc bạn nghèo khó
mà không những không giúp đỡ mà còn coi thường bạn. Muốn nhận được sự tôn trọng, muốn giữ được sự tự tôn của mình thì chỉ còn cách duy nhất là dựa vào bản thân mình. Đây chính là hiện thực của xã hội mà bạn phải chấp nhận. Anh em ruột thịt sẽ có những lúc đồng tình, gần gũi, gắn bó với nhau, nhưng không phải lúc nào gặp khó khăn cũng có thể dựa dẫm nhờ cậy họ. Đến khi khó, bạn mới hiểu, không chỉ bạn bè, đồng nghiệp, mà đến cả người thân cũng sẵn sàng rời xa bạn. Đến cả lời nói cũng xa cách, ánh mắt cũng thay đổi lạnh nhạt đến khó tin. Đây là lý do bạn hãy thôi mong chờ vào người khác, hãy dựa vào thực lực của mình để vực dậy. Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng gặp may mắn, thuận lợi. Sẽ có những lúc khó khăn, vấp ngã. Chỉ cần bạn quyết tâm thì bất cứ điều gì bạn cũng có thể làm. Khi bạn không làm thì điều gì cũng không thể. Đến lúc tận tụy vì thứ bạn cố gắng, bạn sẽ có thành quả trong nay mai mà thôi. Khi khó khăn, bạn có thể sống trong một căn phòng nhỏ hơn, ăn rau, mặc đi mặc lại những bộ đồ cũ. Nhưng bạn nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, vì nếu không có tiền thì ai cũng có thể coi thường bạn cả. Khi bạn có tiền, bạn mặc quần áo cũ, họ nói bạn giản dị. Bạn ăn rau, họ cũng nói bạn biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống khoa học. Đó là quy luật tàn nhẫn nhất trong cuộc sống bạn phải hiểu. Người nghèo, dù có gặp hoạn nạn, cũng đừng mong chờ quá nhiều từ bạn bè. Lúc sung sướng, bạn có thể chia sẻ với họ, nhưng khi hoạn nạn, hãy tự mình gánh chịu. Tôi từng nghe kể về câu chuyện như thế này. 10 năm trước, hàng xóm láng giềng của bạn đối xử tốt với bạn vì nể nang cha mẹ bạn có tiền, có của, có tâm. 10 năm sau, hàng xóm láng giềng lại đối xử tốt với bố mẹ bạn, con cái bạn. Đó chính là vì bạn. Xã hội thay đổi, ngoài cách lúc nào cũng hết mình nỗ lực, chúng ta vốn chẳng còn lựa chọn nào khác. Hiện thực cho thấy, cho dù là người thân hay kẻ xa lạ đều như nhau. Tất nhiên, người ngoài nhìn bạn bằng con mắt nào, bạn không nhất định phải phiền lòng để ý. Nhưng vì một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn của bản thân, bạn phải không ngừng nỗ lực kiếm tiền. Vậy nên mới có câu, người nghèo nơi thành thị không ai hỏi, người giàu nơi thâm sơn ai cũng biết đến. Cho dù không muốn tin, nhưng cứ nhìn trên bàn rượu, chén chú chén anh, bao giờ cũng dành cho người giàu sang phú quý. Còn người nghèo thì sẽ để lại sau cùng, thậm chí còn không buồn bàn đến. Người có tiền đi đâu cũng sẽ nhận được sự xem trọng của người khác. Lời nói của họ bỗng có trọng lượng hơn. Nói đi nói lại thì cũng chỉ một câu. Đời người vì thành tựu của bản thân đạt được bao nhiêu mà sẽ được xem trọng hay bị coi thường. Thành tựu không cao, bạn bị người khác coi thường. Đạo đức không cao, bạn mới bị bắt nạt. Tình cảm không thành thật, bạn mới bị cười chê. Vốn dĩ đời người không có ai hoàn mỹ. Đó là cả một quá trình tôi luyện. Việc bạn làm, chỉ cần bạn thật sự tìm được niềm vui trong công việc, hoàn thiện nhân phẩm, sống thành thật, cuối cùng hy vọng rằng bạn sẽ tìm được mục đích sống đích thực của bản thân, không bị che mờ đôi mắt bởi những cám dỗ trên đường đời. Quý vị vừa lắng nghe bài chia sẻ Ngựa yếu đừng vào binh trại, người nghèo đừng tìm người thân. Câu chuyện ở hành lang bệnh viện, bài học làm người đơn giản mà sâu sắc, nghe đến đâu thấm đến đó. Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng, ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô đây hầu hạ ba được. Anh nói cô năm hay cô bảy, không thì chia nhau vô chăm sóc ba. Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô năm hay cô bảy gì đó đã cong môi phản đối. Tôi cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, quên tôi đi,
một cậu con trai khác cũng cau cau lông mày. Nói chung là ai cũng bận hết. Với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu hạ ba, rồi lỡ bị lây thì làm sao? Cô con dâu trưởng phán một câu: thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong. Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ. Một phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ nông dân, đang nuôi một người bệnh nằm giường bên cạnh ông cụ, đã chủ động đề nghị nuôi bệnh cho ông cụ luôn. Từ việc cho uống sữa, uống thuốc, đến thay quần áo, lau người. Nhưng chị vẫn làm với sự chăm chút, không để lộ bất cứ thái độ ghê tởm nào. Lại còn có vẻ hiền hậu, dịu dàng, như con đối với cha mẹ. Trong lúc ấy, có lẽ yên tâm vì cha đã có người chăm sóc. Đám con trai con gái dâu rể, hơn chục người của ông cụ, thỉnh thoảng mới lượn qua như một luồng gió nhẹ. Tiếc thay sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo dài được bao lâu. Chỉ hơn một tuần sau là ông cụ đã qua đời. Con cái cháu chắt ông kéo vào mới đông chứ. Họ khóc lóc khá ồn ào, nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy việc khâm liệm cho ông cụ. Và ở hành lang lại xảy ra một cuộc cãi vã xem người nào phải chi nhiều tiền nhất cho đám tang. Anh con trai trưởng cầm một xấp tiền đến trả cho người phụ nữ đã nuôi bệnh cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời: tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ. Có lắm con lắm cháu mà chẳng ai đói hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền hả chú? Đám người đang khóc mếu cãi nhau đột nhiên im bặt, rồi từng người lẻn ra bên ngoài. Ngẫm thật đúng là sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Xin gửi tới quý độc giả bài thơ Chuyện gia đình. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Chồng bà mất cũng được đến 10 năm. Mấy hôm nay đêm nằm bà khó ngủ, có một chuyện trong lòng bà ấp ủ, muốn thử lòng con máu mủ sinh ra. Sinh hai con trai cũng hạnh phúc gọi là, một gia đình sống chan hòa đầm ấm. Tuổi đã đến nên mắt mờ chân chậm, muốn được an nhàn bên những con yêu, bà gọi điện hai con vào một buổi chiều, họp mặt gia đình có điều muốn nói. Thằng con cả giọng đăm chiêu gặng hỏi: mẹ có việc gì hãy nói con nghe. Một tiếng sau ngoài ngõ có tiếng xe, đám cháu con chúng xum xe đã đến. Chúng bàn tán xì xầm vô bờ bến, tưởng được chia phần di chúc của mẹ chăng. Bà im lặng chẳng chút nói năng, để các con ăn cơm cho ngon miệng. Gần cuối bữa bà nhẹ nhàng lên tiếng: mấy hôm rồi mẹ thấy miệng khó nhai, mắt thì mờ lại đau đến hai tai, toàn thân nhức suốt đêm dài khó ngủ. Hôm nay đây các con đông đủ, mẹ muốn giải bày chuyện ấp ủ đã lâu. Hôm qua lên viện kiểm tra lại cái đầu, khám tổng thể cho bớt sầu lo lắng. Bác sĩ nói mẹ như người chết lặng, mắt đã mờ vì đục tinh thể đã lâu. Đêm bất ngủ là do thiếu hồng cầu, thiếu máu não nên đầu chóng mặt. Muốn điều trị thì mẹ đây phải đặt 20 triệu tròn họ xử lý là xong. Nghe thấy thế thằng con cả lòng vòng, nó ậm ừ trong lòng bà đã hiểu. Sinh con ra về già chờ báo hiếu, muốn thử lòng con lo liệu ra sao. Thằng thứ hai nó cũng nói ảo ảo: mẹ có tiền lẽ nào không chạy chữa? Gia đình con đang chạy ăn từng bữa, cũng chẳng có tiền giúp chạy chữa mẹ đâu. Anh cả hơn con kinh tế đã giàu, anh giúp mẹ đỡ đau đầu em nhé. Thằng anh cả khẽ cau mày quát khẽ: mẹ là chung mày bắt bẻ anh sao? Bố mẹ cho anh tiền bạc được bằng nào? Nay bệnh tật lẽ nào mình anh chịu? Thằng em không vừa mặt tỏ ra phụng phịu, em được cái gì mà anh lại so đo? Mày được miếng đất bố mẹ đã mua cho, đã sang tên khi mày vừa mới cưới. Lúc xây nhà bố mẹ ngày hai buổi, thu dọn cho mày, mày còn nhớ hay quên?
còn bao nhiêu thứ mà tao chưa kể tên. Bàn ghế tivi mẹ mình sắm đấy, bây giờ mẹ bệnh mày lại đùn đẩy. Tao chịu một mình tao cười khấy em ơi. Thằng em đập bàn tỏ vẻ bất cần đời. Anh được nhiều hơn như lời anh nói. Miếng đất ngã ba anh bây giờ đòi hỏi. Mẹ cho rồi anh hành tỏi nữa sao? Giá đất đang lên chóng mặt ào ào. Anh bán đi chẳng lẽ nào hơn tỷ? Có mấy chục triệu cho mẹ còn suy nghĩ. Đúng là đồ ăn cân sắt ỉa cân đinh. Thằng anh nghe thấy tỏ vẻ bực mình, miệng chửi bới muốn lao vào đấm đá. Hai cô con dâu cũng bắt đầu cãi vã. Một gia đình sắp tan rã từ đây. Nước mắt rơi bà im lặng vài giây, rồi quát lớn bốn thằng con im bặt. Sổ tiết kiệm bà vật ra trước mặt, 600 triệu đồng bà góp nhặt bấy lâu. Chúng mày là con như đám ruồi bâu, chỉ thích tiền làm âu sầu lòng mẹ. Quên chữ hiếu thì con ơi có lẽ mất đạo làm người con trẻ biết không. Mẹ thử các con mẹ chẳng lấy một đồng. Xem chữ hiếu con gieo chồng có tốt. Hôm nay đây mẹ rõ ràng bồn một. Con của mình đã gieo hạt tai ương. Như bừng tỉnh đứa con đã sai đường. Chúng bật khóc như một phường dại dột. Mẹ yêu ơi con thật lòng không tốt. Con sai rồi con xin lỗi mẹ ơi. Đã là con người thì ai rồi cũng phải già đi. Vậy nên trước khi tới giai đoạn mắt mờ chân chậm, đầu óc thiếu minh mẫn, thì hãy tự thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Con cái chưa chắc đã cưu mang mình được. Người xưa nói, biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loại, giỏi chuẩn bị thì không bận. Là người cao tuổi, phải chăng chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn? Chỉ cần chuẩn bị trước thì sau này bạn sẽ bớt phải lo lắng hơn. Nhưng cụ thể ta cần phải chuẩn bị những gì? Bốn việc cần phải chuẩn bị trước khi già đi. Thứ nhất, việc đầu tiên chính là già mà vẫn khỏe. Ba việc đơn giản, không phải đụng đến thuốc men mà vẫn đảm bảo sức khỏe, chính là ăn đủ chất, chú ý giữ gìn sức khỏe và phải có sự tu dưỡng. Việc thứ hai cần phải chuẩn bị là một nơi ở khi về già. Nếu ở cùng con cháu mà phải sống một cuộc sống câm nín, nhẫn nhục để dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ, chi bằng bạn hay ra ở riêng, một mình hưởng thụ sự thanh thản, niềm vui đơn thân tuổi già. Dẫu là nơi đô thành nhộn nhịp hay là vùng ngoại ô bình yên, hãy sống ở nơi bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình. Nhưng phải nhớ là ở gần đó có một nơi thư thái để bạn dưỡng già. Việc thứ ba là kiếm tiền dưỡng già. Có phải bạn đã nuôi con nên không còn tiền tiết kiệm để dưỡng già? Thật ra là cha là mẹ, chúng ta cũng nên tự thân vận động, nên tự lo liệu cho chính mình lúc tuổi già. Hãy tiết kiệm một khoản tiền để có thể làm gì mình muốn, đi những nơi mình thích khi về già. Điều này cũng không có gì là đáng xấu hổ cả. Ngược lại, con cái chúng ta còn bớt đi một phần lo toan khi gánh nặng cơm áo gạo tiền vốn đã rất áp lực trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Bạn đã nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng, cũng đã coi như làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ với con cái của mình. Nên số tiền dưỡng già nhất định nên phải có một khoản cho mình. Khi chưa vào quan tài thì bạn cũng chưa cần phải phân chia cho ai cả. Việc thứ tư là tìm cho mình những người bạn già. Hãy mở rộng lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên hơn nữa. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương, quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long, quả thực khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn, thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó. Âu cũng là cái duyên,
cái nợ từ đời trước. Con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi tâm hồn trống trải, ta mới cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu bạn có thể lấp đầy trái tim ấy bằng tình yêu cuộc sống, bằng sự biết ơn, và quan trọng nhất là tìm cho mình một tín ngưỡng chân chính cho tâm hồn nương tựa, bạn sẽ thấy hạnh phúc tới tận giây phút cuối đời. Có những điều lỗi thời, không hề đúng đắn, nhưng vẫn khiến nhiều người dao động. Nào là người ở thiên đường, tiền ở ngân hàng, nào là sống một mình rất cô đơn, già rồi sẽ không có người chăm sóc, vân vân. Bạn phải nhận thức rõ ràng, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, danh lợi chỉ là hư ảo trong chốc lát. Trải nghiệm cuộc sống mới là toàn bộ kiếp người. Nếu buộc phải trải qua những ngày tháng cuối đời một mình, hãy là một người độc thân vui vẻ. Chẳng phải có câu đời người hai lần làm trẻ con đó sao? Khi còn thơ bé, chúng ta rất ngây ngô trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn. Tới khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ. Như vậy, chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ hay sao? Trước khi bạn già đi, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt, một không gian riêng dành cho mình, và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video hôm nay của Nhân Sinh Cảm Ngộ. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn được hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Chuẩn bị gì trước khi về già? Đừng để nói hai từ giá như. Tiền rất quan trọng cho cuộc sống. Vì vậy, có một khoản tiền dự phòng sẽ không bao giờ là thừa. Bạn phải tiết kiệm từ khi còn trẻ. Mỗi người tiết kiệm một số tiền nhỏ hàng tháng, tùy theo khả năng của mình. Từng bước một, quyết tâm kiên trì, lâu dài, bền bỉ. Từ số ít thành số nhỏ, từ số nhỏ biến thành số lớn, từ số lớn biến thành số to. Sự kỳ diệu của thời gian giúp bạn trở thành người khá giả hoặc giàu có ở độ tuổi 50 và tuổi già. Đã đến lúc bạn an yên với cuộc sống. Thế nhưng, nhiều người nghĩ rằng họ còn quá trẻ để bận tâm đến những điều xa xôi ấy. Và tuổi già là cái gì đó sẽ không đến với họ. Bạn đã dành cả thập kỷ để tiêu xài và hưởng thụ. Khi tiến gần đến tuổi già, bạn chợt nhận ra tiết kiệm từ sớm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho quãng đời còn lại. Nhiều người thường sẽ than thở: tiền còn không đủ sống, lấy đâu ra mà tiết kiệm cho tuổi già? Tới đâu hay tới đó? Thì chính cái suy nghĩ hời hợt sẽ khiến bạn buông xuôi và tuổi già sẽ gánh hậu quả. Thế muốn tiết kiệm thì tiền từ đâu và làm cách nào? Từ thu nhập mà bạn đi làm mỗi ngày, hàng tháng, hàng năm. Ngoài chi tiêu cơ bản, hãy trích ra số tiền nhỏ và nhất quyết không đụng vào nó. Làm được nhiều thì để dành nhiều, làm ít thì dành ít. Quan trọng là bạn phải kiên trì. Bạn có còn nhớ ngày xưa ông bà cha mẹ của mình thường có cái ống heo để bỏ những đồng bạc lẻ, kiên trì đến hết cả năm mới mổ heo, và thế là cả nhà lại có quần áo mới, có thức ăn trong ngày Tết. Các bà còn nuôi lợn, nuôi gà, kiếm thêm thu nhập. Mỗi lần bán được con lợn lại nhét một ít gửi sổ tiết kiệm để phòng xa cho gia đình. Và rất nhiều cách để tiết kiệm, từ những nguồn nhỏ lẻ
rất hiệu quả mà người xưa đã từng làm. Người ta sẽ lại nói, tại sao phải sống khổ sở như thế? Trẻ không lo hưởng thụ cho sướng, lại lo tích góp cho tuổi già. Rất đúng, bạn bắt buộc phải làm như thế. Trừ khi bạn vứt được tuổi già và một xó xỉnh nào đó không có trong cuộc đời của bạn, hoặc là bạn ký vào bản hợp đồng là người già nghèo túng lúc cuối đời. Vậy thôi. Người có tiền mà họ còn tích góp để có nhiều tiền hơn. Lúc cần thì chơi hết mình, lúc cần rẻ sẻn thì họ bóp hầu bao. Càng đến lúc tuổi già, họ lại càng chuẩn bị kỹ càng hơn. Còn bạn thì nghèo, mở mắt ra là nghĩ tới tiền. Biết là tiết kiệm sẽ tốt cho cuộc sống sau này, nhưng lại thiếu cố gắng và quyết tâm để thoát nghèo. Một cậu bé bán báo đã hỏi một tỷ phú đô la rằng, làm thế nào mà ông trở nên giàu có? Ông ấy đã lấy ra một tờ đô la và nói, tôi đã tích lũy mỗi ngày một đô la và làm liên tục như thế trong suốt cuộc đời của mình. Bạn đã từng nghĩ đến điều này bao giờ chưa? Mỗi ngày đi qua là uổng phí lắm đấy. Ông bà ta hay nói, đại phú do thiên, tiểu phú do hàn. Nói chuyện xưa, nhưng mà ứng dụng cho chuyện ngày nay. Những việc bạn cần làm là, thứ nhất, hiện nay, các hình thức tích lũy được nhiều người lựa chọn nhất là gửi tiết kiệm ngân hàng. Bạn hãy bắt đầu bằng số tiền nhỏ, từ lương, từ công việc mua bán, làm thuê, hay bất cứ việc gì kiếm được tiền. Sau đó hãy tích lũy dần dần. Không phải trẻ mới cần tiết kiệm, mà già cũng phải làm như thế. Không phải khá giả mới gửi tiền ngân hàng, mà nghèo cũng có thể gửi tiền vào đấy. Cái quan trọng nhất là quyết tâm giữ được tiền và kiên trì bỏ thêm vào đó. Cái thất bại của cả già lẫn trẻ là không chịu bền bỉ làm cái điều như trên. Khi đã gửi được ngân hàng số tiền kha khá, bạn sẽ tách ra 4 đến 5 sổ tiết kiệm nhỏ khác nhau để tối ưu thêm lãi suất. Khi có việc khẩn cấp thì bạn chỉ cần rút ra một sổ và các sổ khác sẽ vẫn tiếp tục. Thứ hai, tham gia bảo hiểm xã hội. Việc đơn giản để tiết kiệm tiền cho tuổi già là tham gia bảo hiểm xã hội. Có thể bạn nghĩ số tiền này không lớn, nhưng khi về già, bạn không có thu nhập hàng tháng, thì số tiền này sẽ phát huy tác dụng. Đi làm công chức hay lao động tự do gì thì cũng nên ý thức được việc mua bảo hiểm xã hội để có tiền hưu mà tự sống. Mỗi tháng tích góp ít đồng cũng còn tốt hơn là không có đồng nào. Nếu bạn thấy được tầm quan trọng của việc trên thì bạn sẽ làm tất cả mà không hỏi sẵn tiền đâu mà để mua, tiền đâu mà đóng đến tận 20 năm. Nếu bạn sợ khổ, sợ đói, chắc chắn bạn sẽ vượt qua được ngưỡng cửa này. Thứ ba, bảo hiểm nhân thọ. Mua bảo hiểm nhân thọ cũng là cách để bạn có thêm khoản tiết kiệm khi về già hoặc gặp các rủi ro về sức khỏe. Bạn sẽ không phải lo lắng về chi phí nằm viện hoặc chữa trị các căn bệnh hiểm nghèo. Thậm chí, nếu không ốm đau hay bệnh tật gì, khoản tiền rút về từ bảo hiểm nhân thọ sau nhiều năm đóng phí đầy đủ sẽ trở thành một nguồn vốn hỗ trợ cho bạn mọi việc. Vậy câu hỏi được đặt ra là tiền đâu mà mua? Tiền từ thu nhập của bạn, từ lương hưu, tiền tiết kiệm nghề tay trái hay tự hỗ trợ của con cái, từ tài sản sinh lời mà bạn có được tất cả mọi thứ, cộng thêm quyết tâm của bạn. Thứ tư, bảo hiểm y tế. Tuổi trẻ có thể không cần, nhưng tuổi già rất cần bảo hiểm. Khi sức khỏe yếu đi, bạn sẽ không còn khỏe mạnh như trước nữa. Đặc biệt là nguy cơ mắc những căn bệnh tuổi già là rất lớn. Sức đề kháng kém, nên không chỉ mắc một bệnh mà còn mắc rất nhiều thứ bệnh.
Các căn bệnh nguy hiểm, khó chữa trị dứt điểm, cần điều trị lâu dài và thường xuyên. Đây chính là lúc người già cần bảo hiểm y tế để hạn chế tối đa chi phí khám chữa bệnh. Nếu phải tự bỏ tiền túi, thì con số sẽ là rất lớn, đôi khi không đủ điều kiện để chữa trị. Bảo hiểm y tế không chỉ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người già, mà còn là điều kiện để người già được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thứ năm, ngoài tiền hưu, có lẽ nghề tay trái là cái phao cuối cùng. Nghề tay trái, nghề gì cũng được, bấp bênh hay ngắn hạn cũng được, nhớ là lấy ngắn nuôi dài. Có lương thì nuôi bảo hiểm, nuôi tiết kiệm tích lũy. Bạn đang làm một việc có mục tiêu hẳn hoi, không có gì là phải xấu hổ. Để lúc sẽ tạm ổn, rồi thì nghỉ việc, an dưỡng. Ai bắt bạn làm cả đời đâu mà sợ. Một số việc các cụ ta đang làm, như là bảo vệ, bán hàng, xe ôm, quản lý, bán vé số, tạp hóa, kinh doanh. Kinh doanh online thường không ổn định. Có nghề, có kỹ năng thì tốt và lâu dài hơn, như kế toán, dạy học, nhạc họa, ngoại ngữ, hoa kiểng, cá kiểng, vân vân. Hơn chút nữa là viết lách, viết truyện, làm YouTube thì kiếm khá hơn. Bạn hãy kiểm tra sở trường của mình và bắt tay làm ngay có thể. Những điều bạn cần lưu ý tiết kiệm cho mình. Tiết kiệm cho những tình huống khẩn cấp là có quỹ dự phòng cho những tình huống không mong đợi có thể xảy ra. Một khoản tiết kiệm nhỏ sẽ giúp cho bạn xoay sở, dự liệu những khó khăn bất ngờ ập tới. Tránh các khoản nợ đầu. Tiết kiệm là tránh nợ. Bạn sẽ rất dễ trở thành con nợ, nhưng để trả nợ được thì không phải dễ dàng. Bạn nên sắp xếp để có kế hoạch trả nợ nhanh nhất. Nếu không đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ trước khi nghỉ hưu, bạn sẽ khó có thể thực hiện kế hoạch của mình với đồng lương hưu. Bạn không muốn khi về già mà vẫn phải tiếp tục làm cật lực kiếm tiền trả nợ, phải không nào? Thứ nhất, đừng xây nhà quá to. Đừng dại gì cả đời thắt lưng buộc bụng, bóp mồm, bóp miệng, dành tiền để dựng lên một khối bê tông. Sau đó, vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm ô xin lau chùi, quét dọn cả ngày. Rồi cuối cùng, cũng ra nằm cánh đồng lạnh lẽo trong 6 tấm ván, hoặc chui vào lọ sành. Thứ hai, là cho con cái quá nhiều. Có câu hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu, cho con hết. Nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không để gì cho mình, thì khi về già, bạn sẽ trở thành gánh nặng và làm khổ chúng. Cho con vừa thôi, và quan trọng là cho nó thành người, cho khả năng tự lập mới là quan trọng. Có cho nhiều thì cũng đừng nên cho hết. Hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao sức yếu. Đừng quên rằng tiền bạc là quyền lực của người già. Tự móc túi mình. Khi vào bệnh viện, do không có bảo hiểm y tế, nhiều người cứ mải mê làm ăn tích góp mà không nghĩ cách bảo vệ tiền bạc của mình. Để khi vào bệnh viện, thay vì họ phải trả tiền cho mình chăm sóc sức khỏe, thì hầu hết chúng ta đều tự móc túi mà chi trả. Đó là lý do đã thoát nghèo lại bị tái nghèo. Khổ thân vậy đó. Dành cả đời để suy nghĩ làm sao có đủ tiền để sống, để rồi đến cuối đời mong sao có đủ tiền để trả viện phí, thuốc men. Cực nhọc cả đời, cuối cùng chỉ mong có một chỗ nằm trong bệnh viện, lãng phí tiền mua những thứ xa xỉ. Sau nhiều năm, căn nhà của bạn biến thành cái kho chật chội, chứa nhiều đồ dùng không cần thiết, nhiều món đồ đắt tiền nhưng không sử dụng. Đó là minh chứng cho sự lãng phí tiền bạc và không gian sống. Hãy cố gắng sống tối giản hơn, sử dụng tiền hợp lý
Đó là cách khiến tâm trí bạn an nhàn, thoải mái. Đừng trông mong quá nhiều vào con cái. Con người ta cứ phải về già mới hiểu được, dù chúng có hiếu thảo và yêu thương mình, nhưng chưa chắc sẽ tự chăm sóc cho mình suốt đời được. Chúng còn có cuộc đời và gia đình của chúng. Đừng mơ đến kiếm tiền và làm giàu bất chính, hay đầu tư chứng khoán, vàng, đô la mà vượt quá khả năng của bạn. Hãy phóng mắt nhìn xa, bắt tay ngay vào những việc nhỏ bạn nghe. Nếu tới tuổi già mà không làm được những việc như trên, thì bạn phải làm gì và sống ra sao? Đừng lo lắng nếu tất cả mọi thứ đều quay lưng với bạn. Bạn vẫn còn hai bàn tay và khối óc để tiếp tục cuộc sống. Không chết liền đâu mà sợ. Chỉ cần lưu ý và giữ gìn bốn điều. Thứ nhất là một sức khỏe tốt. Cho dù bạn có thật nhiều tiền, thì sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất. Nếu bạn chăm sóc sức khỏe tốt, thường xuyên luyện tập, thì không có gì có thể đánh bại được bạn. Nghèo đâu phải là yếu đuối, không tiền đâu ngang bằng bạn tập thể dục thể thao. Túng thiếu đâu cấm bạn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Dù là tuổi già, nhưng nếu có một sức khỏe tốt, dẻo dai, thì hạnh phúc đó là của bạn. Thứ hai, bạn đời và tri kỷ. Khi về già, bạn sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn. Nếu chỉ có một mình, thì dù ngoài miệng không nói, đến lúc đêm khuya yên tĩnh, tất cả những cay đắng đều hiện ra rõ ràng. Kể cả khi con cái cận kề, chúng cũng vẫn không hiểu được lòng bạn. Để con cái phải chăm sóc bạn mà gánh chịu áp lực nặng nề cũng đâu phải là điều bạn muốn. Cho nên, con người ta về già, tốt nhất là còn bạn đời ở bên. Khi cô đơn, còn có bờ vai để dựa vào. Khi buồn vui, có người để sẻ chia, gánh vác. Có người bạn tốt cận kề, trong bạn sẽ có nguồn sức mạnh vô giá, vượt qua mọi trở ngại. Thứ ba, một đời sống nội tâm mạnh mẽ. Đây là lúc bạn nên gạt bỏ những nỗi lo về tài chính để tập trung vào đời sống tinh thần. Việc đời thì nhìn thoáng bao dung, vị tha và giản đơn hơn. Việc đạo thì giác ngộ, từ bi, trí tuệ. Tuổi cao mà nội tâm mạnh mẽ. Bạn như một ngọn núi lớn sừng sững, chống chọi được với phong ba bão táp. Thứ tư, công việc yêu thích, phù hợp với lứa tuổi. Sở trường, năng khiếu khi còn trẻ, cộng thêm kinh nghiệm và sự từng trải sẽ khiến bạn tìm ra được một công việc yêu thích và phù hợp. Đâu cần nhiều tiền, chỉ cần vừa đủ với chi tiêu mà thôi. Nhưng đó là công việc mang đến niềm vui cho bản thân bạn và có ích cho cộng đồng. Đã là quá khứ rồi, ngoái đầu nhìn lại, tuổi già đã cận kề, mà trong tay thì chẳng có gì, nghĩ cũng buồn, cũng nản. Thế nhưng, sở hữu được bốn điều trên thì bạn nên vui, chứ chẳng nên buồn làm gì. Bạn có thể không giàu về tiền bạc, nhưng bạn lại giàu về tâm hồn. Bởi vì cả đời người, ai cũng mong cầu có được sự an yên, tĩnh lặng trong tâm hồn. Quý vị vừa lắng nghe bài chia sẻ "Chuẩn bị gì trước khi về già để đừng nói hai từ giá như". Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.